Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh tư vấn thiết kế cơ điện tòa nhà. Tôi tên là Thịnh Cơ Điện. Rất là vui chúng ta đã trở lại làm việc với nhau. Thì video ngày hôm nay tôi lại tiếp tục trao đổi với các bạn một cái vấn đề mà theo tôi nghĩ nó một vấn đề được rất là nhiều mọi người quan tâm về cái vấn đề này. Thì vấn đề này nó là gì? Tôi cũng xin bật mí luôn. Đó là vấn đề mà tất cả mọi người khi tham gia làm việc tại các nhà máy sản xuất các cái linh kiện điện tử, tại sao nó lại là mọi người có quan trọng cái vấn đề này? Tại vì thường thường mọi người nói là đi làm ở các nhà máy mà sản xuất bên các linh kiện điện tử thì nó khá là độc hại, thì và có thể dẫn đến một số cái yếu tố khách quan về sinh lý của con người. Nhưng theo tôi nghĩ thì cái vấn đề này nó là khá là phức tạp, thì chúng ta chưa thể khẳng định được các cái vấn đề ở trong cái các cái nhà máy sản xuất linh kiện điện tử này. Thì ở đây tôi sẽ nêu ra với một người chuyên về cái lĩnh vực điện và cơ điện, thì ở đây tôi sẽ bày tỏ cái quan điểm của mình cũng như những cái kiến thức của một người là chuyên về mảng điện để phân tích cho các bạn biết được tại sao các bạn lại làm trong nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, các bạn lại bị hoặc là ảnh hưởng một cái phần sinh lý khi làm cái trong cái các nhà máy điện tử này, và tại sao các bạn có hỏi tôi tại sao các bạn vào làm trong đấy thì lại phải mặc áo tĩnh điện, và chân của các bạn và tay của các bạn thì đều phải đeo một cái vòng đeo tay ở chỗ cái chân và của tay của các bạn, thì các cái vòng đeo đấy nó có ý nghĩa như thế nào? Thì ngày hôm nay tôi sẽ giải thích cho các bạn tại sao. Thứ nhất, đầu tiên là chúng ta phải đi theo cái nội dung, đó là cái hệ thống cũng như là cái tính chất về cái tĩnh điện. Thì nguyên nhân thì các bạn nhé, đấy tôi nói luôn, tất cả các nhà máy sản xuất về linh kiện điện tử và chất bán dẫn này họ rất là kỵ với cái phần tĩnh điện của nó, tại vì cái phần tĩnh điện của nó nếu mà sử dụng không tốt thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cái sản phẩm mà trong các cái nhà máy sản xuất linh kiện điện tử đó. Nó có một cái sản phẩm là RAM và CPU, thì những cái sản phẩm này nó khá là đắt tiền trong cái việc chế tác sản phẩm này. Thì ở đây tôi sẽ vào vấn đề luôn, đó là nguyên nhân để gây ra cái tĩnh điện là gì. Thì ở đây gây ra chủ yếu đó là do hai cái vật nó cọ sát vào nhau, và một vật sẽ bị mất các hạt electron mang điện tích dương và một vật được nhận electron mang điện tích âm. Đấy, thì do vật nhận có cái khoảng trống trong cái lớp vỏ ngoài cùng, còn vật bị mất electron thì lại có các cái electron liên kết yếu. Đấy, cho nên là do đó các cái hạt E nó có thể chuyển từ vật này sang vật khác các bạn nhé. Cái quan trọng ở chỗ này là các hạt này nó sẽ chuyển từ cái vật này sang vật khác, tạo ra sự mất cân bằng về điện tích các bạn nhé. Nó sẽ tạo ra mất cân bằng điện tích, nó cũng là lý do mà khi mà các bạn, nhất là khi mùa đông ấy, các bạn cởi áo ra khỏi cơ thể thì các bạn sẽ nghe thấy tiếng quần áo của chúng ta nó rẹt 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 rẹt, xong đi qua cái đầu của chúng ta thì tóc của chúng ta nó sẽ bị dựng lên theo cái áo đấy các bạn nhé. Thì đấy là hiện tượng tĩnh điện do quá trình chúng ta cọ sát lại với nhau các bạn nhé. Đây tôi sẽ chuyển sang hình ảnh cho các bạn thấy cái video, cái hình ảnh khi các bạn vào trong nhà máy họ sản xuất về các linh kiện điện tử như sau để các bạn thấy được. Đây đúng không ạ? Đây cái hình ảnh mà tôi lấy được. Đây là một cái thiết bị mà khi các bạn vào trong các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, nhất là Samsung này, là electronic này, rồi là những cái nhà máy nói chung sản xuất về các thiết bị điện tử, linh kiện bán dẫn, thì các bạn khi vào làm việc, các bạn bắt buộc phải đeo các cái thiết bị này vào cổ tay và cổ chân của các bạn nhé. Và đây một hình ảnh tiếp theo là khi bắt buộc những bạn nào tham gia sản xuất vào các cái nhà máy điện tử đấy, thì các bạn trước khi vào nhà máy, các bạn sẽ phải mặc cái đồ bảo hộ này. Thì cái đồ bảo hộ này thì người ta gọi là đồ bảo hộ tĩnh điện các bạn nhé. Đấy, thì tại sao người ta phải bắt các bạn mặc và đeo các cái thiết bị này khi vào sản xuất sản phẩm của họ? Đấy, đây là điều bắt buộc các bạn nhé. Như vậy là mình vừa cho tất cả mọi người thấy được một cái hình ảnh
về cái đồ bảo hộ tĩnh điện cũng như cái vòng đeo tay khi các bạn làm việc. Thì tại sao các bạn phải đeo các cái vòng đấy như thế? Tại vì cái vòng đeo tay và cái dây đeo tĩnh điện khi các bạn sử dụng đeo vào trong cái môi trường phòng làm việc, nhất là những cái phòng sạch ở trong các cái nhà máy như cái điện tử và trong cái ngành linh kiện bán dẫn đấy, thì mục đích của cái sản phẩm đấy cho khi các bạn đeo vào đấy là nó sẽ ngăn chặn sự phóng điện từ người lao động vào các cái thiết bị sản phẩm của họ. Như nãy tôi đã nói đấy, như sản phẩm RAM và CPU của máy tính thì những cái sản phẩm này nó rất là đắt tiền, và cái hệ thống tĩnh điện ở đây nó mà không đảm bảo thì toàn bộ cái sản phẩm đấy sẽ bị hủy, không sử dụng được. Và trong các cái nhà máy sản xuất linh kiện điện tử ấy, các cái vi mạch ấy, thì có các cái sản phẩm như là tôi vừa nêu ấy, nó khá là đắt tiền, nó sẽ gây hư hại nặng cho cái sản phẩm của họ, gây ảnh hưởng đến cái tài chính. Cái vòng đeo tay ở cổ tay của các bạn thì sẽ làm kiện sẽ được làm hỏng nếu như cái ý điện trở kết nối từ chân hoặc tay của bạn không đảm bảo, thì ảnh hưởng đến tất cả sản phẩm của họ. Và khi các thiết bị này được kết nối vào cơ thể của bạn thì ở đây có một cái trị điện trở đi qua cái hệ thống dây dẫn này, nó rất là lớn, nó sẽ cản trở cái phần tĩnh điện vào trong các cái sản phẩm bo mạch của họ, của nhà máy. Cho nên là bắt buộc khi các bạn vào các cái nhà máy sản xuất về thiết bị điện tử đấy thì sẽ phải đeo vào đấy để hạn chế cái phần tĩnh điện vào sản phẩm của họ. Và tiếp theo một cái điều nữa về cái nhà máy sản xuất điện tử này, đây một điều nữa các bạn nhé, đây có hình ảnh đây các bạn đang thấy, thì tất cả những cái bạn nào mà tham gia sản xuất trong các nhà máy điện tử, nhất là Samsung của mình rất là nổi tiếng, thì hầu như những lao động vào trong các nhà máy này làm việc đều hầu như, tôi nói hầu như nhé, lao động dưới các dây chuyền sản xuất nhé, là những bạn học hết phổ thông, học hết cấp 3, các bạn ấy vào các cái thị trường này để các bạn ấy làm việc. Thì khi các bạn, cái ảnh hưởng lớn nhất đến cái vấn đề sinh lý của các bạn đấy là cái cửa từ này, cái cửa từ này các bạn, thì mỗi lần các bạn ra hết giờ làm, các bạn ra các bạn đều phải đi qua cửa từ này để các bạn quét cơ thể, và lúc đi vào nhà máy các bạn cũng phải đi vào đây để các bạn quét cơ thể, để tránh trường hợp tất cả các cái sản phẩm của họ được đảm bảo cái an toàn là không bị mất mát. Thì cái phần cửa từ này thì để mà đi sâu vào thì chúng ta cần phải có một cái vấn đề khác để tham gia vào cái này. Còn về chuyên môn điện thì ở đây chúng sẽ có cái phần là ảnh hưởng từ ảnh hưởng của cái tư tính cũng như là cái tĩnh điện ở trong cái vấn đề này, cho nên là chưa thể khẳng định được các cái vấn đề nó sâu hơn về cái bản chất của phần điện, là nó chỉ có như vậy thôi. Như vậy là vừa rồi tôi vừa giới thiệu cũng như là chia sẻ một cái thông tin rất là bổ ích cho các bạn khi tham gia vào các cái nhà máy sản xuất về linh kiện điện tử như là Samsung rất là lớn, cũng như các cái nhà máy sản xuất như lắp ráp máy vi tính ở nước ta. Đấy, các bạn có thể hiểu được cái vấn đề là ở đây thì tại sao các bạn lại phải đeo các cái thiết bị đấy vào chân vào tay, và tại sao bạn vào nhà máy phải mặc quần áo bảo hộ tĩnh điện đấy, như cái nội dung tôi vừa trao đổi. Thì video ngày hôm nay tôi xin được chia sẻ một kiến thức như vậy đến tất cả các bạn. Thì tôi xin được tạm dừng video ở đây và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo của tôi. Và một điều duy nhất, các bạn đừng quên là subscribe, đăng ký kênh và follow, chia sẻ nếu các bạn thấy bổ ích. Xin cảm ơn.